chẳng hạn như không bây giờ mình làm xà xỉ hay là mình đi chiên, hai là nấu chua, ba là nấu ngọt cũng được hả? Là cái thịt là có anh Đại của mình làm á cả nhà. Anh Đại, cái thịt là anh làm hết đó, anh giỏi lắm. Chúc không có làm, chúc chỉ có đứng là trợ diễn cho anh thôi. Chúc đứng trợ diễn cho anh làm hết. Chúc không có làm, chúc mấy cái này chúc không có làm, chúc chỉ có quyền nấu thôi chứ chúc không có quyền, chúc có quyền nấu thôi chứ chúc không có quyền làm, anh làm hết. Trời ơi, cá đẹp quá hơn to ghê chứ, cá này béo ngon lắm cả nhà, kho riêng cũng ngon lắm nè. Bây giờ mình sẽ chiên hả? Chiên ha hả? Chiên. Bây giờ chiên chiên nha cả nhà, chiên ăn bánh tráng ngon lắm cả nhà. Bao nhiêu phao vậy? Biết không? 7 đồng mấy 8 đồng. Cái này 7 đồng mấy 1 phao quá, ngon lắm á. Để giờ chiên luôn. Giờ đây, để làm thịt nó xong, bốn em bây giờ đi chiên to lắm nha cả nhà. Cá này béo ngon lắm á cả nhà. Đó, bốn em thiệt to. Đơn giản như cái chả. Bây giờ đi chiên hai cái thịt. Ở cá ngon cả nhà. Trời, cá quá nha, trời ngon. Hai chiên lòng vậy nè. Chắc cái đầu. Cái đầu của cả nhà. À, nó ngọt. Cái đầu nó ngọt cả nhà. Ngon đó. Đây, vậy là đã xong nha cả nhà. Và gồm có mình ăn, tại vì ở nhà thích ăn ăn bánh tráng cuốn á, thành không ăn cơm, thành chiên đi, xong rồi ngồi dĩa không ăn với lại bánh tráng chứ không có ăn cơm nha cả nhà. Đây là một dĩa rau đó, và đây là bánh tráng chiên hết 5 con luôn cả nhà. Chiên hết 5 con, không thể thiếu là chiên mắm ớt tỏi chanh gì, tuyệt vời luôn cả nhà. Đó, ngon không? Còn cái ké kia thì mình nấu ngọt mình ăn. Còn cái đầu á, mình cắt cái mình đó, mình chiên. Còn cái đầu á, trút đi nấu ngọt. Ông xẻ mình cũng làm chứ mình cũng có làm nha. Cái đầu nấu ngọt, cái mình chiên, ăn bánh tráng. Vậy là đã xong. Mời cả nhà cùng xem video ủng hộ kênh của Trúc Hồng Thánh Mê Đi Cuộc Sống Mỹ nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà video sau nha. Hãy hay đăng ký subscribe ủng hộ Trúc với nha.